Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi sẽ mở đầu bản tin sáng thứ sáu ngày 8 tháng 6 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Trung Quốc siết chặt thêm việc sử dụng internet. Úc dỡ bỏ cấm vận tăng ngoại viện cho miền điện. Kính thưa quý vị, năm phụ nữ Việt Nam bị bắt về tội mại dâm ở Malaysia, trong đó có cả một cô gái vị thành niên mới 15 tuổi. Cảnh sát Malaysia loan báo việc này hôm thứ ba. Bị bắt cùng với 5 người Việt là một phụ nữ Thái, và hai phụ nữ Indonesia trong cuộc bố rác của cảnh sát tại một hộp đêm ở bang Selangor, phía tây thủ đô Kuala Lumpur. Ngoài thiếu nữ 15 tuổi, bốn người Việt còn lại tuổi từ 19 cho tới 25. Cơ quan chức năng địa phương cho biết hộp đêm trả tiền phục vụ cho những cô gái mại dâm này là 47 đô la một người. Cô gái Việt vị thành niên được xếp vào diện thuộc phạm vi luật chống buôn người, trong khi số phụ nữ còn lại bị chi phối theo luật di trú trước đó một ngày cảnh sát Malaysia đã đột nhập một ổ máy dâm khác bắt được chín phụ nữ Việt Nam trong những tháng gần đây giới hữu trách Malaysia đã bắt giữ hàng chục phụ nữ trẻ từ Việt Nam Thái Lan Indonesia và Philippines và điều trị thuốc men và tâm thần cho họ sau khi đưa họ ra khỏi tình cảnh máy dâm Trung Quốc dự tính áp dụng quy định mới trên toàn quốc buộc những người sử dụng những loại tiểu blog phải đăng ký tên thật quy định này thuộc kế hoạch cập nhật luật lệ kiểm soát internet của bắc kinh được bộ công nghiệp và công nghệ tin học loan báo hôm qua nói là để thích ứng với những đổi thay hiện giờ cũng như bảo vệ an ninh quốc gia với hơn nửa tỷ người dân trung quốc sử dụng internet giới cầm quyền lo ngại phương tiện internet ảnh hưởng tới công luận của hoa lục giới cầm quyền vẫn tiếp tục siết chặt biện pháp kiểm soát mọi ngõ ngách truyền thông tại nội địa trung hoa Bắc Kinh thường ngăn chặn Internet bằng hệ thống tường lửa, nhưng tình trạng người dân ngày càng sử dụng tiểu blog tương đương như Twitter hiện là một thách thức đối với nhà cầm quyền Trung Quốc. Sau cái chết đầy bí ẩn của nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương trong tuần này, hai thân nhân của ông vừa bị cảnh sát bắt giữ. Một người bạn của gia đình ông Lý cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Hai thân nhân phát hiện ông Lý Vượng Dương, 62 tuổi, chết tại phòng bệnh viện ở tỉnh Hồ Nam hôm thứ Tư. Nhà dân chủ Châu Chu Dung, bạn của gia đình ông Lý cho biết, công an thành phố Thiệu Dương ở Hồ Nam nói nạn nhân chết vì tự tử, nhưng họ lại tự ý đem thi thể của ông đi mà không có sự đồng ý của gia đình. Công an còn giam giữ thân nhân của ông Lý tại khách sạn, ngăn chặn không cho bệnh viện và thân nhân của ông xác nhận về nguyên nhân thực sự của cái chết này. Tổ chức có tên là Nhân quyền tại Trung Quốc, trụ sở ở New York, cho hay vào sáng thứ tư ấy, thân nhân của ông Lý Vượng Dương thấy sợi dây làm bằng vải, băng vết thương, treo cổ ông Lý vào bệ cửa sổ khi hai chân của ông vẫn còn chạm đất, trong khi công an canh giữ bệnh viện suốt ngày đêm. Nhà bất đồng chính kiến Lý Vượng Dương bị kết án 13 năm tù về tội gọi là chống cách mạng khi tổ chức công nhân Thiệu Dương gia nhập công đoàn tự trị nhân lúc diễn ra biến cố Thiên An Môn hồi năm 1989. Sau khi ngồi tù 11 năm, ông lại bị thêm 10 năm tù nữa hồi năm 2001 vì bị gán tội sắp động lật đổi chính quyền. Thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan mà Anh Cửu hôm thứ Năm tuyên bố Đài Loan không muốn chiến tranh với Hoa Lục nhưng cũng không sợ chiến tranh. Nhà lãnh đạo Đài Bắc phát biểu điều này trong lúc quan sát cuộc tập trận bắn đạn thật của 1.000 binh sĩ dưới hỏa lực yểm trợ của Hải quân, không quân, thiết giáp tại mạng nam của đảo quốc. Trong cuộc thao dượt dựa, dựa trên giả thuyết bị tấn công, Tổng thống Mã Anh Cửu bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì hồi tháng rồi, được xem là người ra sức xúc tiến mối giao hảo với hòa lục, nhất là về các lĩnh vực kinh tế, du lịch, thương mại và đầu tư. Ông bị phe đối lập chỉ trích vì ít khi tham dự những cuộc tập trận quy mô. Mối quan hệ qua eo biển Đài Loan giảm căng thẳng dưới thời của Tổng thống Mã Anh Cửu, nhưng Bắc Kinh luôn luôn nói không từ bỏ việc có thể dùng võ lực để thôn tính đảo quốc này nếu Đài Bắc chính thức tuyên bố độc lập úc sẽ bãi bỏ hết những biện pháp cấm vận còn lại đối với miếng điện đồng thời tăng gấp đôi nguồn ngoại viện để khuyến khích công cuộc cải cách ở xứ đông nam á này ngoại trưởng úc bokha cho biết như vậy sau khi hội đàm với tổng thống Tencent sen cùng các bộ trưởng miếng tại thủ đô napidor thông cáo từ văn phòng ngoại trưởng úc cho hay các biện pháp trừng phạt miếng về tài chính và du lịch sẽ được hủy bỏ dù lệnh cấm vận vỏ khí vẫn tiếp tục nhưng bản công bố cho biết thêm rằng úc vẫn có thể tái áp dụng lệnh cấm vận đối với miếng điện nếu cần Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ aptiengviet.net. Nếu bị tường lừa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do .info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Diễm Thi và Trân Nhi xin kính chào tạm biệt quý vị. <laughs>